Này là nấm rơm em trồng trên phôi thải bào ngư nè. Sau khi mấy bịch phôi thải đem về, mình bóp cho nó tơi ra, xong rồi tưới nước. Xong lấy một nắm vắt thử mà nước nó rỉ giọt như vậy là ok. Em có trộn thêm là bánh dầu đậu phộng với lại phân gà mà đã qua xử lý á, mua trên Shopee. Thì trộn đều hai cái lên. Meo thì mình chọn những bịch meo mà nó già, cái tơ nó chảy trắng như vậy nè. Mình xé bịch meo ra, xong rồi bóp cho meo nó tơi ra, tơi nhuyễn ra luôn. Xong rồi lấy một cái bao á, bao loại bao thực phẩm con cò á, cái mình vô một lớp mùn cưa, mình đè, mình ém xuống cho nó dễ nha. Chứ không là nó sẽ, khi mà mình cắt ra, mình túi xả tơ nó bị đổ á. Thì làm một lớp mùn cưa dày khoảng tầm 5-7cm, ém nó xuống, ém cho nó đều ra. Xong rồi mình rải meo, rải xung quanh thôi. Thì cứ một lớp meo như vậy, rải xong lớp meo là mình rải thêm cái dinh dưỡng vô. Cái này là cái dinh dưỡng nè, cũng rải vòng tròn thôi. Rải xong rồi cái mình rải thêm một lớp mùn cưa lên. Một bao như vậy á, là làm tầm khoảng 3-4 lớp meo. Thì cứ một lớp mùn cưa, một lớp meo, một lớp dinh dưỡng, rồi phủ lên một lớp mùn cưa, một lớp meo, một lớp dinh dưỡng, cứ lặp đi lặp lại cho đến nó gần đầy bao thôi. Tại vì nặng quá mình khiêng đi không có nổi nè. Mấy cái lớp ở dưới là cứ rải xung quanh thôi. Mùn cưa là vắt, nước nó nhỏ giọt như vậy là được. Còn mà nước nó chảy thành dòng là nó ẩm quá là nó sẽ hư á. Đè ém xuống cho nó dễ, cho nó chặt lại. Tại vì mùn cưa này nó dễ tơi, nó dễ rớt ra lắm. Này là lớp trên cùng nè, rải đều hết bề mặt luôn. Xong rồi rải lớp meo xong là tới lớp dinh dưỡng. Xong là mình phủ lên một lớp mùn cưa, cũng dày từ 5-7cm. Sau đó mình ém nó xuống, chuẩn bị để cột bao. Lấy sợi dây á, mình túm cái miệng bao lại rồi mình cột lại thôi. Cột bao lại để tầm khoảng 7 ngày thì cắt bao ra túi xả tơ. Nhưng mà cắt cẩn thận, tại vì mùn cưa này nó dễ đổ lắm. Nếu ai có khuôn thì làm khuôn cũng được. Sau khi mà cắt bao ra thì em pha mật rỉ đường, pha với nước. Mật rỉ đường pha một ít thôi, nó nhìn cái dạng nó giống như là nước màu vậy đó. Mình tưới phun sương lên, dùng cái bình xịt lan á, mình tưới, mình xịt đều hết luôn, mà xịt vừa thôi nha. Tại vì cái mùn cưa này nó nói chung là nó ẩm rồi là nó cũng dễ hư. Sau khi mà tưới xong á thì sẽ lấy một cái bội gà, tại vì em cái bàn này em mắc làm lá nấm lá chuối rồi, nên là sẽ lấy cái bội gà ụp lên, xong rồi phủ ở ngoài là một lớp ni lông trắng. Rồi phía ngoài nữa là trùm một tấm bạt nữa. Ngày nào mà cũng mở ra thăm nó. Như vậy là em chuẩn bị em hái nè. Nhìn đã lắm. Hái thì nó lên nguyên một chùm luôn. Đó, nhìn đã không? Bây giờ em sẽ thu hoạch nè. Mê lắm luôn á. Nhưng mà hái á, mấy cái lớn thì mấy cái nhỏ nó cũng teo nữa. Tại vì mấy cái nhỏ bây giờ là không đủ dinh dưỡng nè. Với lại nhiều khi hái nó sẽ bị động tơ á, nên là mấy cái nhỏ nó sẽ chết, mai mốt nó sẽ lên cái khác. Đó, lên nguyên một bề luôn, thấy không? Rất là mê. Đây, em hái được như đó đó. Cái cụm đó hái được quá xá luôn.